Xin chào mọi người, hôm nay lấy máy hái chè sang xã Kim Quan, huyện xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Lấy cho anh ấy để hái thực tế này. Cái bình thì mình đeo lên đấy nhá. Phụ kiện của nó thì ở trong hộp kia. Trước khi hái thì mình bôi ra vít dầu nhớt cho nó anh giữ em để Vận hành trơn tru. vận hành cho nó trơn tru. Đấy, bôi được ít dầu nhớt vào đây cho nó trơn cái lưỡi. Rồi, cái này để bôi dầu nhớt nhé. Đấy. Rồi, ok. Giờ sẽ tiến hành hái này. Lần đầu tiên test, anh cứ làm bình thường có gì đâu, máy mình nó chưa được thì chưa đẹp thì nó dần sẽ đẹp. Bóc cái đấy vào trong khóa, cái tay kia để khóa, cái nút kia ấn để khóa. Cái này khóa. À. Đấy, cái đấy khóa, bấm lên không ấm, bấm cái kia vào phát là khóa. Giữ vào. Dần nó sẽ đều. Cắt nửa luống một à. Đây anh đang cắt nửa luống một. Chè rất đẹp. Đấy, tí ở đầy cái đấy đấy. Bấm lại phát đấy, cái này phải làm cái rổ to to cơ, lấy hẳn cái rổ to kia anh nhỉ. Được đấy, cái rổ nó tròn, đúng nó không được bám vào cái thành cái mép chè mình, rồi. nó phải vuông này, nó mới ôm vào cái đó mình dùng một cái túi. Nếu không thì làm một cái bao ấy, làm cái bao xong rồi làm anh có một cái làm một hai một thanh thép uốn vuông như này cho vào cái đầu bao đấy, xong đi mình đựng được nhiều hơn. Phải nói cái này thì nhanh thật. Cắt đi. Đổ đi đã, đổ vào bao luôn cắt. Cái này là một người khác sử dụng được nhá. Bình này là bình 24V 10A. Cân nặng của nó khoảng là 1 cân 2 1 cân 3. Rất là nhẹ, hàng này là nhựa siêu nhẹ. Muốn mình lấy chè chọn thì mọi người đi lia rồi phẳng cái luống đi nhé. Xong lần sau mình nó lên đẹp cái là mình đi mình hái chè chọn. Đó. Được, ok. Nhẹ lắm thôi ạ. Không, cắt đi. Cắt đi. Cứ cắt đi, đùa. Cắt em quay clip đoạn. Quay để quảng cáo cho nhiều người biết đến. Để sử dụng cho nó tiện. Cái này một người khác sử dụng được nhé. Một người khác sử dụng được. Hái một tiếng này được khoảng tầm một tạ 180 kg. 180 kg một tiếng nhé. Rất là nhanh, người già cũng làm được mà phụ nữ cũng làm được. Chè này bán được 10.000 không anh? 10.000 cân không? Nếu mà lựa qua chắc được khoảng hơn 9.000. Vâng, thế thì được. Cái cành cận cận nó cũng cắt được bình thường mà. Lia lia cái ví dụ như là đi anh đi cho nó phẳng cái mép này thì anh đi lấy cái này anh đưa vô góc đi lia. Cứ cắt đi, cắt hết một luống đi. Mới đầu làm nó đang ngượng ra rồi. À, vẫn là soft kìa, vơ nó đẹp vào. Vơ vơ anh lia nó xuống dưới một tí là nó mới hết cái cạnh. Nếu không thì anh cứ để cái đấy ở đấy, sau để cho nó vuông phẳng luống chè. Đấy, tí ở đây một rổ. Ở đây mọi người toàn hái tay là nhiều. Rồi chuyển sang hái máy này rất là nhanh. Đầy đầy nó rơi ra kìa. Đầy, đầy. Đầy quá nó rơi hết rồi này. Đây đây đây. Có giỏ
thưa sau cơ rồi. Thấy cơ nhỉ. Vâng. Cái tí mình hớt kiểu gì lại đây. Ồ. Dạ. Hớt cái này lại à? À, cái đấy anh khi anh ấy thì anh lia nó xuống như này. À, cái này anh hơi gạt chéo này chứ. Gạt hơi chéo này xuống này. Để xuống giỏ đây. Ờ, xuống giỏ. Xuống đây xem tí cô. Xem làm được không à. Làm cái này thì rất là nhanh. Nhưng mà muốn hái kiểu chọn chọn thì bởi vì cái luống của mình đây nó kiểu lên mấp mô này, nó chưa được phẳng này. Nên là mình phải tạo cái cho nó phẳng cái mặt đi đã, xong rồi sau này mình hái chè chọn. Còn lượt này cứ bán chè xô cũng được. Nhưng mà cái này nó cũng phải được tầm 8 nghìn rồi đúng không? 7-8 nghìn rồi. Công nhận là xài chè xô tốt thôi. Vâng. Nên là mình không biết dùng thôi. Cái lưỡi của nó khi anh đưa đi thì anh đưa nó đều vào, anh đừng có đưa xong là anh đến nửa, đến một nửa xong anh lại quay lại. Một, anh đưa cứ đều tay đi, đều đều đi như này là được, đừng có quay lại. Cái này phải làm một cái bao gì ạ? Làm cái bao để luống ấy, mình đổ nó nhanh. Đưa cái rổ đấy. Người ta lia đi đấy, nhìn ông anh làm chuyên nghiệp hơn này đấy, nó nhanh này, chuyên nghiệp hơn hẳn anh ông Nghiệp. Ông Nghiệp ông vừa làm ông vừa tay ông vừa run thì sao ấy. Đấy, cái luống này nó chưa được đẹp, chưa được phẳng lắm. Đấy, đưa nó dứt khoát này anh này, con thấy sót không này? Anh đưa đi xong anh thấy thiếu sót anh lại quay lại thì nó bị rơi chè. Đấy, như anh đi làm này nhìn sạch sẽ này. Đấy, lúc anh đưa lại quay lại phát là nó bị rơi chè đấy. Bấm vào phát là nó tắt. Bấm không bấm vào đấy. Đấy. Rất là tiện. Bà con mà có cái này dùng thì đúng là một là mình phải xử lý cái chè nó phải thẳng đi. Phải đúng rồi, cái chè này nó lang lôm nhôm quá, lôm nhôm nó mặt nó chưa đẹp. Anh lấy cái mũi này đưa này, đưa đi cua ra. Đấy. Đấy đi thì nó không ấy, anh hớt từ trên xuống là nó mất cái ngọn này. Đây. Đưa lấy cái mũi đưa đi đấy, lôm nhôm quá, lôm nhôm nó mặt nó chưa đẹp. Anh lấy cái mũi này đưa đi cua ra.